Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề là sữa đậu nành có tốt cho mẹ bầu hay không? Đây là một trong số những thắc mắc lớn khi bạn chọn thức uống trong thai kỳ. Sữa đậu nành uống đúng cách sẽ giúp bạn có được nhiều lợi ích nữa. Và để con yêu chào đời một cách khỏe mạnh thì bạn phải hình thành những thói quen có lợi cho sức khỏe, bắt đầu từ việc ăn uống. Đối với vấn đề dinh dưỡng cho mẹ bầu thì việc chọn ra một số loại sữa tốt giúp cho con yêu phát triển khỏe mạnh là điều không hề dễ dàng. Trong các loại sữa dành cho mẹ bầu thì sữa đậu nành có cả hai mặt lợi và hại, nên mẹ bầu đã, đang và có ý định sử dụng sữa đậu nành thì hãy cùng chú ý những điều sau đây nhé. Và sữa đậu nành thì khẳng định là tốt cho mẹ bầu. Sữa đậu nành tốt bởi vì nó rất giàu axit folic nên có thể cung cấp những dưỡng chất cần thiết khi mang thai. Bổ sung axit folic đều đặn sẽ giúp hỗ trợ phát triển tế bào thần kinh và sự phát triển tối ưu của thai nhi. Vitamin B1, A, E là một vài trong những vi chất mà mẹ bầu rất cần trong giai đoạn này. Vitamin E cung cấp đủ năng lượng để bạn luôn có sức khỏe tốt. Sữa đậu nành giàu vitamin nên có thể đáp ứng được nhu cầu về vitamin cho cơ thể mẹ bầu khi mang thai. Sữa đậu nành rất giàu đạm, giúp các cơ quan trong cơ thể làm việc hiệu quả, đạm còn đảm bảo cho cấu trúc cơ thể thai nhi phát triển ổn định. Sữa đậu nành giàu chất béo thực vật rất tốt cho cả mẹ và bé. Và sữa đậu nành còn có chứa cả carbon hydrate giúp tăng cường năng lượng trong khi mang thai. Và mẹ bầu khi uống sữa đậu nành thì nên uống bao nhiêu là đủ? Vì sữa đậu nành có hàm lượng dinh dưỡng thiết yếu dồi dào, nếu như cơ thể mẹ mà không bị dị ứng, mẹ bầu có thể uống tối đa là 2 ly sữa đậu nành mỗi ngày. Và đậu nành tốt cho thai phụ là điều không thể từ chối, miễn là mẹ hấp thụ điều độ. Vì hệ miễn dịch của thai phụ trong giai đoạn này thường yếu hơn, nên nếu thích hương vị của đậu nành thì bạn có thể uống nhé. Tiếp đến là một số tác dụng phụ của sữa đậu nành nếu mà bạn dùng không đúng cách. Ngoài hàm lượng dinh dưỡng dồi dào thì những tác dụng phụ của sữa đậu nành có thể gây rắc rối cho sức khỏe của mẹ. Vì đậu nành chứa isoflavone thực hiện chức năng giống như estrogen và có thể hạn chế tác dụng của estrogen. Thí nghiệm trên động vật có thể thấy là tiêu thụ lớn lượng sữa đậu nành có thể hình thành các khối u hoặc gây ra dị tật ở thai nhi. Và những biểu hiện cho thai phụ phát hiện dị ứng như phát ban, viêm, khó thở, nôn mửa và chóng mặt do thường xuyên uống quá nhiều sữa đậu nành quá liều lượng. Sữa đậu nành có thể gây ra triệu chứng sốc phản vệ. Isoflavone trong đậu nành là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu. Tuy chưa có một báo cáo chính thức phản đối việc uống sữa đậu nành khi mang thai, nhưng tốt hơn hết là mẹ không nên uống quá nhiều, uống từ 3 đến 4 ly hay uống liên tục thay thế cho các loại sữa khác khi mang thai. Và mẹ chỉ nên uống khoảng chừng 2 ly mỗi ngày. Và phòng bệnh lúc nào thì cũng tốt hơn chữa bệnh. Để con yêu được phát triển toàn diện và lớn lên khỏe mạnh thì mẹ cần phải tuân thủ những quy tắc ăn uống nghiêm ngặt. Uống hay gì thì cũng nên có chừng có mực, đặc biệt là uống sao cho nó hợp lý nhé. Cuối cùng thì cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.